chồng em không có khắt khe gì với em cả, em muốn mặc cái gì cũng được, cho nên không có can thiệp rằng là em nên để kiểu tóc này, em nên trang điểm kiểu này, hay em nên làm cái này cái kia. Trong khi ngày xưa trước khi cưới, chí Rùa rất là để ý tới em. Ngày hôm nay biết em thiếu ngủ là nhìn là biết liền, tóc em thay đổi là nhận ra ngay. Vậy mà mới gần đây, buổi sáng em chuẩn bị đi làm, lúc đó em chưa trang điểm, tự nhiên chồng em nhìn em xong nói: "Ủa, sao dạo này mặt em nhiều tàn nhang vậy?" Rồi em ghim ha, em không nói gì hết. Đến buổi trưa ngày hôm đó em làm tóc, em luôn phải tự làm ở nhà để mà chuẩn bị đến phim trường là sẵn sàng rồi. Hỏi em, bồi em thêm câu nữa: "Ủa, mới nhuộm tóc hả? Mà trong khi em nhuộm cả tháng rồi, tại sao em nhuộm?" "Tại vì dạo này tóc em bạc và em phải nhuộm đen." Hai câu, ghim nữa. Sáng ngày hôm tiếp theo, lúc cả nhà đang đi dự lễ tổng kết của con em đi với tâm trạng đầy hứng khởi vì hôm nay là ngày vui, kết thúc năm học của con em. Em đang ngồi nhìn lên sân khấu, tự nhiên Chí Rùa nhìn em. Lúc đó cái cổ áo của em nó khá rộng và nó lòi cái áo phía bên trong ra, một cái áo thun mặc bên trong. Cái Chí nhìn em, Chí nói: "Ủa, cái áo bên trong dính gì vậy?" Ủa, em thật sự trong lúc đó em cảm thấy là nước mắt em nó trực trờ rớt luôn. Em phải ráng em kèm lại, em nói: "Trời, mình phải không có nên bắt bẻ cái chuyện này nữa, cứ coi như người ta vô tình một cái áo dính ta nhắc nhở thôi mà." Không phải, tại vì với em muốn hơn như vậy. Em nghĩ rằng là nếu mà một người chồng thương vợ và hay quan sát vợ, bây giờ biết cái áo bên trong sẽ sửa. Cái áo bên trong dính gì nè em, mình giấu cho vợ mình. Cái hành động khéo léo và tinh tế đó. Chỉ hỏi thôi hả? Dạ, hỏi thôi xong. Còn cái cách hỏi đó em cảm thấy giống như đây không phải chồng mình mà giống như một người xa lạ, như anh Đại Nghĩa thấy em vậy. Ủa, áo gì dính gì vậy ốc? Đó, hai lời nói và một hành động nó dồn dập trong vòng hai ngày liên tiếp. Khoan em. Nó làm em bị... Anh đang bị hoang mang thật sự. Là bởi vì, thí dụ như đàn ông như vậy đã là có sự quan tâm lắm rồi. Ví dụ như về Harry là vợ anh có thể nói: "Ơ em ơi, sao cái mặt em tàn nhang vậy?" Tức là đã là quan tâm rồi, chứ không thể nào: "Em ơi, cái mặt em tàn nhang vậy, giờ đến anh cậy cái tàn nhang ra cho em." Không, bây giờ không, nhưng mà có thể nói là: "Em ơi, sao dạo này em không có dưỡng da, sao em không có đi spa đi, anh thấy cái mặt của em không, bây giờ cái đó là tình thế." Biết rồi em, nhưng mà là gì nè, thật ra đàn ông nhiều khi tụi anh không có suy nghĩ nó thấu đáo, nó chi tiết đến như vậy đâu, chỉ là quan tâm thấy vợ mình có cái sự thay đổi một tí về diện mạo hay là vì một cái gì đó thì đã là tình yêu của chúng tôi dành cho các chị rồi các chị à. Em kể ra để em hỏi các anh chị, em hỏi mọi người xem là có phải khi em quá kỹ tính và em đòi hỏi chồng mình lúc nào cũng phải tinh tế khéo léo như vậy là em có sai không? Không phải là sai, nhưng mà là hơi lố một tí thôi. Bây giờ anh hỏi Harry, Trấn Thành là một người nổi tiếng kỹ tính như Harry nói. Vậy thì trong cái cuộc sống hàng ngày của vợ chồng em đó, thì Thành có quan tâm em tới cái mức chi tiết giống như là Vân mong muốn hay không? Thật ra thì anh Thành thì làm được, thì lại ngược lại là em là người hơi bị không có được tinh tế như ảnh ấy. Cho nên anh ấy cắt tóc đi thì em cứ 3-4 ngày sau em mới biết. Ủa, sao cái tóc anh hình như nó ngắn đi hay sao? Trời ơi, cắt tóc ơi, cắt đi 3-4 ngày rồi đó bà nội. Đó, kiểu vậy. Thì tức là em, thật sự thì em vô tâm thiệt, em vô tâm về mấy cái đó lắm. Thì em chị Vân đang nói mà em cũng hơi kiểu như cảm thấy mình, bản thân mình cũng có lỗi. Nhưng mà thật ra không phải là em muốn như vậy mà là do là người em á, em thật sự muốn quan tâm nhưng mà nó nhiều cái em không để ý được cái đó. Và em nghĩ là chắc anh chị cũng có thể là một phần thì cũng giống như em. Thường lại nghĩ như